Xin chào mừng tất cả quý vị đã đến với kênh YouTube của Trần Marco. Và đây là chương trình Trần Marco xin được gửi tới quý vị những bản tin thời sự liên quan tới Hoa Kỳ và trên thế giới. Và bây giờ xin mời quý vị tới với bản tin cụ thể của chúng ta. Thưa quý vị, ông Biden đã ân xá cho anh Ba Báo, thì bây giờ mọi người cũng đang muốn tìm hiểu thêm những cái hậu trường của việc ân xá này như thế nào, diễn ra làm sao. Và bây giờ có nhiều thuyết đang được đưa ra. Bên phía truyền thông cánh tả nói rằng là ông Biden chỉ bất giác là đổi ý một ngày trước khi mà ông ta thông báo thôi. Nhưng mà làm sao mà chúng ta thấy là một con ngày mà ra được cái lệnh ân xá với lại cái tuyên bố về việc ân xá được. Và bây giờ bên phía các cơ quan truyền thông có vẻ như là đang muốn lái câu chuyện đi một hướng khác, khi mà bây giờ họ đang đưa ra thêm một số những tường thuật rằng là người đứng sau việc kêu ông Biden ân xá cho Ba Báo đi là bà vợ, tức là bà Jill. Mà bà Jill tính ra cũng chỉ là mẹ kế của anh Ba Báo thôi. Thì bây giờ trong mấy cô xin phép được mời quý vị tới với cái câu chuyện này qua tường thuật của Daily Mail với nội dung như sau. Trong nhiều tháng, ông Biden đã liên tục nhấn mạnh rằng không có cơ hội nào để ân xá cho con trai ông là anh Ba Báo hết. Nhưng cuối cùng, ông đã thay đổi quyết định lúc mà cả gia đình đi nghỉ lễ tạ ơn tại cái khu nhà 36 triệu Mỹ Kim ở Nantucket để đưa ra thông báo gây chấn động rằng ông sẽ cứu con trai mình khỏi án tù tiềm năng. Daily Mail hiện có thể tiết lộ những gì thực sự đã xảy ra trong 5 ngày cả đại gia đình lưu trú ở Massachusetts và cái việc mà dẫn tới việc ông Biden quyết định như thế khi đang ở trong kỳ nghỉ, bất kể sẽ để lại nguy cơ rằng di sản của ông sẽ có một vết nhơ. Nhưng mà nói chung thì di sản của ông cả đống vết nhơ chứ đâu phải là thêm cái này nữa, là chứ đã phải sạch từ đó giờ cái thêm cái có số vết nhơ này đầu tiên đâu, tào lao. Quyết định được đưa ra sau một tuần dành thời gian cho gia đình, bao gồm cả việc mừng cái là baby shower, tức là cái như là mừng trước á cho đứa cháu cố đầu tiên của ông, à tức là có thể là cô con gái của anh Ba Báo á, cô lớn á, là lấy chồng hồi đó làm đám cưới trong tà Bạch Cung đó, thì là bây giờ là có bầu đó, thì là baby shower cho cái đứa cháu cố đầu tiên. À, trọng tâm quyết định của ông Biden là gia đình, tình yêu vô điều kiện của ông dành cho các con và cũng như các cháu. Người dẫn đầu việc thúc đẩy cho ông Biden để ân xá cho Ba Báo chính là bà Jill. Người biết tới là người binh vực gọi là lớn nhất cho cả gia đình, trong đó có cả anh Ba Báo. Bà cũng có mặt trong cái chỗ, cô có mặt với ông Biden trong cái lúc mà cả nhà đi nghỉ lễ. Rồi có cả cô Ashley là con gái của ông Biden, rồi có vợ của anh Ba Báo ở đó luôn. Không ai biết ông Biden nghi ngờ tầm quan trọng của gia đình. Ông đã nuôi hai đứa con nhỏ của mình sau vụ tai nạn xe hơi năm 1972, khiến cho người vợ đầu và người con gái trong cái tai nạn đó thiệt mạng. Rồi người con trai lớn nhất của ông là Bo cũng đã qua đời vì ung thư não. Ông âm thầm đau khổ về chứng nghiện của Ba Báo, và cũng như là ông luôn luôn bị đè nặng trong tâm hồn về nguy cơ Ba Báo có thể tái nghiện. Cô Ashley, sau khi mà ông Biden chính thức thông báo việc ân xá cho Ba Báo, đã đăng bài lên trên mạng xã hội Instagram những lời lẽ rất là đáng yêu rằng là con cảm ơn ba, những gì họ đã cố gắng làm với anh con thật là tàn nhẫn và có động cơ chính trị, chấm hết. Con rất tự hào về ba và em rất tự hào về anh. Trời ơi, cả nhà thương nhau ha, thương quá trời thương. Đó, cô ta viết như vậy trên mạng xã hội Instagram. Hai trong số những người ủng hộ lớn nhất của Ba Báo được lắng nghe trong 10 ngày qua gồm bà Jill và cô Naomi. Cô Naomi là đứa cháu nội của ông Biden. Đó, đây nè, đúng rồi nè. Đó, cô ta là chuẩn bị có chuẩn bị sanh em bé.
À, chuẩn bị sanh em bé thì đây là đứa cháu, đứa đứa cháu cố, hay là giống như theo nhiều người dùng cái chữ là chắc đó, chắc đầu tiên của ông Biden. Ông Biden được nhìn thấy là vui, ăn uống vui vẻ thoải mái với những người khách trong buổi tiệc gia đình. Một nguồn tin thân cận cho biết là tuy nhiên người mạnh mẽ nhất đứng sau ba báo chính là bà Jill. Họ nói rằng không ai binh ba báo nhiều như bà Jill cả. Không nên anh đánh giá thấp tầm ảnh hưởng của bà Jill lên ông Joe. Bà ấy là tiếng nói cuối cùng. Bà ấy đã kiên định ủng hộ ba báo. Bà ấy đã bay đi bay lại từ xuyên Đại Tây Dương giữa Mỹ và Âu Châu trong tháng 6 để dự phiên tòa của ảnh. Trong cùng phiên tòa đó thì cô Naomi, tức là con gái của ông ba, của anh ba báo đó, đã đứng ra bảo vệ cha mình. Sau khi anh ba báo bị kết án bị kết tội thì ông Biden lúc đó vẫn tuyên bố không ân xá cho con. Cô cháu nội thì lần cô cháu nội và cũng như là hai người chị em gái khác, hai người em gái là cô Finnegan và cô Maisie, vẫn luôn luôn nói chuyện với ông nội mỗi ngày, tức là vẫn tiếp tục lobby với ông nội. Và chuyến đi này khác với những chuyến đi trước, gia đình Biden đã tới hòn đảo ngoài khơi bờ biển Massachusetts để nghỉ lễ tạ ơn, nhưng không có đứa cháu lớn nào đi cùng. Vì vậy, thay vì tụ họp gia đình đông đảo thì lần này là có 6 người gặp nhau. Anh ba báo đã ở lại sau cánh cửa đóng kín trong hầu hết thời gian ở Nantucket. Trong những năm trước, anh, vợ là cô Melissa và con trai là Bo đã đi vào khu trung tâm thành phố để uống cà phê mua sắm. Năm nay, anh ta chỉ được nhìn thấy trong bữa trưa gia đình và mua sắm và cũng như đi nhà thờ với cha mà thôi. Đó, hình này. Những phụ tá cấp cao duy nhất làm việc cho ông Biden và những phụ tá lâu năm như là Annie Tomasini và Anthony Bono. Mỗi người đã ở bên gia đình Biden nhiều thập niên trước khi ông Biden vô tòa Bạch Cung. Cả Tomasini vẫn Bernal đều không được đưa vào để nói với ông Joe những điều mà ông không muốn nghe. Ông Biden luôn hướng về gia đình vào những thời điểm khó khăn. Ví dụ như là cô em gái Valerie đã giúp ông chăm sóc các con của ông sau khi mà người vợ đầu qua đời. Và ông phải đi làm hàng ngày ở DC trong vai trò thượng nghị sĩ. Rồi ông đã từng nhốt mình trong Camp David với bà Jill, ba báo và các cháu của mình sau cái trận tranh luận thảm bại trước Tổng thống Trump hồi tháng 6. Ông cũng đã cùng bà Jill tới Rehoboth Beach khi ông quyết định rút lui khỏi cuộc đua. Toàn bộ gia đình Biden đã vây quanh ông trong phòng bầu dục khi ông làm video thông báo và giải thích quyết định rút lui. Trong khoảng thời gian vừa rồi thì gia đình đối với ông Biden là điều quan trọng nhất. Khi được Daily Mail hỏi rằng ông biết ơn điều gì, ông Biden chỉ trả lời biết ơn gia đình thôi. Bà Jill được biết tới là một thành viên trong gia đình rất là máu lửa và bà thậm chí là người đi truy tìm và loại bỏ những người nào bà cho là không trung thành với đại gia đình. Nghe chưa? Đó. Bà chiếm một vị trí trung tâm bao gồm cả việc xuất hiện cùng cô cháu Naomi trên bìa tạp chí Vogue. Cuối cùng ông Biden đã quyết định ân xá cho con trai mình, nhưng ông đã làm điều đó trong cái là gọi là trong cái sự gọi là kiềm tỏa của gia đình. Sau đó ông rời Phi Châu, rời Mỹ đi Phi Châu, để lại bà thư ký báo chí Karine Jean-Pierre cố gắng giải thích sự lật lọng. Nhưng quan trọng nhất, ông vẫn có sự ủng hộ của gia đình. Bà Jill nói rằng là tất nhiên là tôi ủng hộ việc ông ấy ân xá cho đứa con của gia đình rồi chứ. Bà trả lời rất tỉnh táo. Nhưng mà nói chung á thì ai cũng biết chuyện này thế nào cũng xảy ra rồi. Nhưng mà có lẽ như là bên truyền thông họ đang cố gắng làm, họ đang cố gắng họ vớt vát hình ảnh cho ông Biden thưa quý vị. Tức là sao? Ông Biden ổng gọi là thượng tôn pháp luật lắm. Ổng nhất quyết là không ân xá cho con mình. Rồi ổng bị áp lực dữ quá đi. Rồi cuối cùng ổng mới quyết định ân xá này kia. Nếu mà càng nói như vậy thì càng chứng tỏ là gì? Ông Biden càng không xứng đáng làm tổng thống. Vì sao? Ông ta không quyết định được cái gì cả. Theo trong Michael thấy là đang là ở cái trò là đang cố gắng để mà tẩy trắng cho ông Biden đó về quyết định ân xá cho ba báo đó.
Chứ còn tổng thống mà gì nghe lời vợ, rồi tổng thống nghe lời con này kia thì làm cái gì? Quý vị thấy ông Trump có bao giờ để chuyện nó xảy ra không? Đúng không? Rồi bây giờ nếu mà lôi câu chuyện về phía là bà Jill bắt ổng làm rồi này kia, rồi bây giờ có muốn chửi thì chửi bà Jill đi, ai chửi bà Jill? Theo Trần Mai cô nghĩ là đang là có một cái chiến dịch của truyền thông để mà gì cố gắng tẩy trắng cho ông Biden về cái chuyện này, thưa quý vị. Và đó chính là những gì mà Trần Mai cô được gửi tới cho quý vị trong bản tin này. Xin cảm ơn quý vị để dành thời giờ lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo. Xin kính chào, tạm biệt.